Các chuyến đò của các thầy cô đã trưởng thành và hôm nay là một trong những chuyến đò đã cập đến vinh quang. Hải Tân cũng là một học trò, cũng là một người thầy. Bao nhiêu cái cảm xúc đó được dồn nén và được thể hiện qua bài hát, bài ca dân tặng thầy cô. Hải Tân viết theo điệu Chinh Phụ. Và sau đây xin kính mời các thầy cô và toàn thể các em cùng thưởng thức. Mỗi năm lại một chuyến đò, thầy cô cầm lái đưa trò sang sông. Sinh thời bác vẫn hằng mong tương lai đất nước trong mong trong người. Thank you.
liên hoan kỷ niệm 25 năm ngày ra trường của các em học sinh thành công rực rỡ.